Hello, xin chào các bạn. Vừa rồi các bạn, nhóm G7 là G7 có họp tại Nhật Bản, mà người ta chủ yếu là người ta bàn về cái chuyện Ukraine với Nga, và trong đó nước chủ nhà Nhật Bản là có mời Việt Nam tham gia, và ông Phạm Minh Chính có đi các bạn, kèm thêm một số đệ tử của ông Phạm Minh Chính nữa. Thôi bây giờ mình không có bàn cái chuyện là cái nhóm họp G7 gọi là G7, mà có một cái chuyện này mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, nó rất là vui. Vui đây là vui buồn cười, funny. Các bạn nghe tôi đọc tôi buồn cười các bạn. Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản miễn visa cho công dân Việt Nam. Mày tranh thủ. Lẽ ra cái chuyện này á là ông Phạm Minh Chính ông nói, ông đề nghị, nhưng mà ông quê ông để cho đệ tử nói, mà nói buồn cười các bạn. Phó Thủ tướng đề nghị Nhật Bản miễn visa cho công dân Việt Nam. Trời là trời, mà nghe cái đọc tôi đề này tôi hoảng cha rồi. Bây giờ tôi hỏi các bạn, hiện nay cái gì là công dân Việt Nam á, mà đi vào Nhật Bản là phải xin visa, mà người ta kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Thậm chí bên Nhật Bản người ta cấm một số địa phương là không có được nộp đơn xin visa, và tôi nhớ có những cái địa phương mà nó gần quê của Bắc Hồ, ví dụ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, là họ cấm, họ không cho. Với rất là nhiều nơi nữa, tại vì họ sợ dân Việt Nam ở chui, đi du lịch xong ở lại không về. Mà hiện nay Nhật Bản người ta làm rất là gắt cái chuyện đó. Thế mà coi như là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông không dám mở miệng tại vì ông sợ quê. Cho nên nói đệ tử là ông Phó Thủ tướng mà đề nghị Nhật Bản mà miễn visa cho công dân Việt Nam. Mà tôi nghe buồn cười các bạn. Đây là cái tờ báo VN Express nha. Và khi tờ báo này đăng như vậy các bạn, đăng từ ngày 25 tháng 5 năm 2023 theo giờ Việt Nam, thì ở dưới đó có rất nhiều lời bình luận của người Việt Nam cứ mong cái chuyện này nó trở thành sự thật, sướng quá, mong hai nước hợp tác ngoại giao để người Việt Nam có cơ hội đi qua Nhật Bản chơi. Rồi có nhiều người nói mong các bạn Việt Nam ở Nhật đi về cho đúng hạn để mà còn có nhiều người Việt Nam đi sang Nhật để mà làm ăn. Rồi có nhiều người nói như vậy là nếu trường hợp mà miễn visa thế này thì chắc là vợ chồng chúng em bán nhà bán cửa để mà qua Nhật mà sinh sống. đây, buồn cười các bạn, tôi nghĩ tôi cũng phải buồn cười quá. Rồi trên một cái kênh của thằng Tý Chuột Cống nó rất là cầu mong cho bàn giao quan hệ giữa hai nước được miễn visa cho nhau để mà người dân Việt Nam đi lại cho dễ dàng. Ông nội Nhật Bản nó cũng dám nữa. Mà cái chuyện mà Nhật Bản này mà nó miễn visa cho Việt Nam, tao nói chắc đi hết còn ai hết trơn. Mà thiếu tiền nó vai nó đi. Ngay cả đất nước Hàn Quốc đó các bạn. Hàn Quốc là dân Việt Nam, coi như đi vô Hàn Quốc phải xin visa, mệt nghỉ luôn. Nhiều khi nó không xét. Thế mà các bạn nhớ mười mấy ông coi như là quan chức địa phương, mười mấy ông mà làm kinh doanh hay là nằm trong bộ chính trị gì đó không biết nữa, mà đu càng máy bay của bà Kim Ngân mà đi chui qua Hàn Quốc, các bạn nhớ không? Đó, ngay cả những người giàu, những người cán bộ, những người đảng viên đó, người ta còn đu càng đòi đi qua ở lậu bên Hàn Quốc chú huống hồ gì mà Nhật Bản mà miễn visa cho Việt Nam, mà chắc đi hết còn ai hết trơn á. đọc tin nãy giờ quên đọc tin nha, xin lỗi nha, bên kia các cậu hơi ồn chút. Bây giờ mới đọc tin này. Ngày 25 tháng 5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang như mới đúng không, hai ông kia nghỉ, ông này mới đề nghị Nhật Bản xem xét này, miễn thuế thu nhập và thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam. Đề nghị miễn thuế thu nhập những người lao động ở Việt Nam, ở Nhật đó. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đặt vấn đề với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản trong chuyến thăm làm việc ở nước này và dự hội nghị tương lai châu Á. Cái này là phụ cho các bạn. Tôi vẫn nghĩ là cái chuyện mà Nhật Bản họp 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới gọi là G7, G7 thì ông Phạm Minh Chính ông mới nói, ông này nói chứ không phải vì cái hội nghị nữa các bạn.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây miễn thuế thu nhập. Đây đây đây, Phó Thủ tướng đây, bắt tay đây. Mà nó ê chề. Các bạn xem thử đề nghị gì nữa coi chưa. Đề nghị gì nữa này. Phó Thủ tướng đề nghị, Phó Thủ tướng Việt Nam đề nghị Hiroshima, tại Hiroshima hợp tác ODA là ODA các bạn, ODA viết tắt chữ là Official Development Assistance, tức là cái dạng mà đầu tư mà những cái dự án mà lãi suất rất là thấp và cái thời hạn rất là dài, mà Nhật Bản nó cấp cái vốn gọi là ODA ở Việt Nam rất là lớn. Bây giờ Việt Nam sang là đề nghị là hợp tác thêm ODA, tức là đưa vốn với lãi suất thấp mà không có lãi suất càng tốt mà thời hạn dài mới đi xin. Đầu tư thương mại, du lịch, hợp tác địa phương, chủ yếu là xin tiền ODA. Đi đâu đi xin hết trơn á. Tôi nói mấy ông này là tùm đi xin luôn á. Đi xin online, lẫn đi xin offline. Hết thủ tướng đi xin, bây giờ phó thủ tướng đi xin. Ê chề. Các bạn qua đề nghị gì nữa nha. Hiện công dân Nhật Bản á, là được miễn visa Việt Nam 15 ngày. Thì hiện nay á, là người Nhật Bản mà đi vào Việt Nam á, thì miễn visa Việt Nam 15 ngày. Cái chuyện này có lợi cho Việt Nam thôi, để dân Nhật nó đi du lịch. Bây giờ lại đề nghị ngược lại á, là Nhật Bản là nên miễn visa cho dân Việt Nam. Là do có cái chuyện đó. Tôi nghĩ là Nhật Bản họ không chấp nhận đâu. Như tôi nói lý do miễn visa cho dân Việt Nam, bảo đảm các bạn đi hết không còn ai hết trơn á. Ngay cả cán bộ lãnh đạo, người giàu, đảng viên mà còn đu càng. Cái bà Kim Ngân mà đi qua Hàn Quốc, huống hồ gì bây giờ Nhật Bản mà miễn visa mà chắc đi hết cả cái bộ chính trị đi hết á. Chứ đừng có nói dân nữa. Hiện nay là người Việt Nam đi vào Nhật Bản là phải có visa, ngoại trừ mang hộ chiếu ngoại giao hoặc là hộ chiếu công vụ. Đúng rồi, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giống như ông phó thủ tướng này á, thì đi vào Nhật Bản thì miễn visa, nhưng mà đó là những cái hộ chiếu đặc biệt. Còn hộ chiếu phổ thông là phải có visa, chứ làm sao mà miễn được, miễn cho đi hết à. Việt Nam hiện có 370.000 thực tập sinh, tổng số gần nửa triệu người Việt Nam đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản. Bây giờ đề nghị là miễn thuế này. Thời gian làm việc thực tập sinh là 3-5 năm, tại đi học mà, học xong rồi về chứ. Thu nhập bình quân là đạt 1.200-1.400 đô la mỗi tháng, đòi là miễn thuế thu nhập. Đi xin đủ thứ các bạn. Việt Nam mong muốn Nhật Bản ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, lại đi xin. Đi xin là hỗ trợ tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao mà mở miệng đó là xin nữa. 75 tỷ lận. Trời ơi trời. Rồi sáng kiến chuyển đổi năng lượng châu Á 10 tỷ, đi xin toàn tiền tỷ mà chục 15 tỷ không hả? Cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam ưu đãi cao hơn. Nhật Bản nó cấp 4 ODA Việt Nam rất là lớn nha. Bây giờ ăn mà chưa đủ đòi cấp thêm ODA cho thế hệ mới Việt Nam với ưu đãi cao hơn, tức là với lãi suất thấp nữa mà không có lãi suất càng tốt. Mẹ quốc gia gì mà toàn đi xin đi xỏ đi ăn mày không hả? Bộ trưởng Ngoại giao của Nhật Bản khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu triển khai chính sách đối ngoại. Đúng rồi, tại vì Nhật Bản người ta quan hệ để người ta làm ăn, tại vì công ty Nhật hiện nay ở Việt Nam rất là nhiều, cho nên họ phải support cho những công ty Nhật mà đang kiếm tiền tại Việt Nam. Việt Nam là 100 triệu dân mà, thị trường lớn đối với Nhật Bản lắm. Ông muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, đặc biệt á, các bạn, cái bài này là chủ yếu là gì? Chủ yếu là Phó Thủ tướng Việt Nam xin Nhật Bản á, là miễn visa cho người Việt Nam, bởi vì họ người ta lý luận á, là bây giờ dân Việt Nhật Bản mà vào Việt Nam là miễn visa 15 ngày rồi, thì bây giờ Nhật Bản còn phải làm, mà cái này còn lâu như tôi bình luận. Thứ hai nữa là xin tiền ODA. Nhật Bản cho tiền rất là nhiều, cho vay lãi suất ưu đãi, thậm chí lãi suất bằng không mà thời gian rất là dài, chưa đủ ăn chưa đủ xin tiếp. Rồi xin tiền xây dựng cơ sở hạ tầng tới 75 tỷ, rồi sáng kiến chuyển đổi năng lượng 10 tỷ. Rồi xin là coi như đừng đánh thuế thu nhập cho những lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Mẹ toàn đi xin đi xạo không mà chắc chắn là không có được cái nào hết á, cho nên ông Phạm Minh Chính ông khôn ông nói. Ông để cho họ coi như ông phó thủ tướng này nói mở miệng ra đi ăn mày đi xin. Trời là trời, một quốc gia chứ mà ô đời cái bay. Đây đây quay lại tin lần cuối.